Mikel, thật đáng tiếc khi chúng ta bị loại nhỉ. Ông cảm thấy thế nào? Vâng, rõ là rất buồn. Phòng thay đồ đang rất thất vọng. Chúng tôi đã có nhiều hy vọng, đã chuẩn bị rất nhiều để đi tiếp. Còn thì sự chênh lệch ở giải đấu là siêu nhỏ. Chúng tôi đã thiếu khả năng tạo ra sự khác biệt ở những thời điểm nhất định. Đó là điều đối thủ làm được hôm nay. Rõ là một cặp đấu căng thẳng ở cả hai lượt trận. Chuyện hẳn cũng có thể là ngược lại phải không? Hoàn toàn là vậy. Còn thì đây là Champions League. Ở vòng đấu này thì chúng ta không thể đá kiểu áp đảo cả 90 phút được. Chúng tôi cũng đã có những khoảnh khắc của mình hôm nay. Cả đội cũng đã chơi đầy cá tính, nhưng lại thiếu đi những khoảnh khắc ma thuật, hoặc không thể khiến đối thủ mắc sai lầm để có thể đi tiếp. Nên phải chúc mừng cho Bayern. Họ đã làm được và họ đã đi tiếp. Vậy là đã xong hành trình đầu tiên tại Champions League cho rất nhiều cầu thủ rồi, một đội hình trẻ trung. Liệu họ đã học hỏi được nhiều trong vòng 7-8 tháng qua? Vâng, chắc chắn là rất nhiều rồi. Chúng ta đã không tham dự đấu trường này 7-8 năm qua rồi. Chúng ta chưa từng ở vị thế này 14 năm qua. Ý định của chúng tôi là muốn tiến hành nhanh mọi thứ, ngay ở mùa giải đầu tiên, đã sẵn sàng để đá trận bán kết. Mọi chuyện thật đã rất gần, nhưng không may là đã không làm được. Cho nên chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, trước nhất là tôi, rồi cố gắng giành được quyền đi tiếp ở mùa giải tiếp theo. Chúng ta cần sự trở lại ngay nhỉ? Còn 6 trận nữa thôi. Chúng ta vẫn trong cuộc đua vô địch, còn rất nhiều thứ để chiến đấu phải không? Chắc chắn là vậy. Hôm nay chắc tôi không thể tìm được lời nào hay hơn để chỉ bảo các cầu thủ, bởi vì ai nấy cũng đều phải trải qua sự đau đớn, cùng rất nhiều cảm xúc có được hôm nay. Nhưng ngày mai, chúng tôi hoàn toàn tập trung cho Wolver. Đó là nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi. Nó không thể tin được, thật đẹp đẽ. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ cho nó 10 tháng qua. Nên giờ tôi muốn yêu cầu mọi người hãy tiếp tục ở sau cổ vũ, ủng hộ cho các cầu thủ. Hãy cứ chờ đợi mặt đẹp đẽ của nó, bởi vì điều họ đang làm là không thể tin được. Rice này, hành trình châu Âu khép lại rồi. Mọi người cảm thấy thế nào? Chúng tôi đau lòng, thật chẳng biết tả ra sao, thật khó để tìm từ ngữ để nói. Còn tất nhiên sau hai lượt trận, chúng tôi đã có cơ hội tuyệt vời để dẫn 2-0 ở trận lượt đi, nhưng sau đó thì lại có cuộc leo núi khi bị dẫn ngược 2-1, rồi lại thành công sang bàn 2-2. Chúng tôi đến đây sau hôm Chủ nhật đã cảm thấy tươi mới và sẵn sàng. Ai cũng thấy được sự phản ứng của chúng tôi, đặc biệt là ở hiệp 1. Chúng tôi đã chơi đầy tự tin, nhưng đã thiếu đi một sự đột phá. Để nói một lần nữa, mọi chuyện đã được định đoạt trong vòng cấm, và chúng tôi đã để thua một bàn không đáng. Việc bị loại bởi một tình huống đánh đầu như vậy trong một trận mà không có quá nhiều cơ hội, đó là điều thất vọng nhất, thành thật vậy. Nó hẳn có thể đã là một trận hòa giữa hai đội cho cả hai lượt trận nhỉ? Nên hẳn bị loại chỉ vì một bàn thắng, nó khiến mọi thứ trở nên đau phải không? Đau thật đấy, quằn cả lòng. Tôi đang thấy đau đớn khi đã đến với trận đấu này với đầy khao khát, quyết tâm và nhiệt huyết. Tôi đã muốn lao lên chiến đấu cho câu lạc bộ, mọi đồng đội cũng vậy. Có thể thấy điều đó ở mọi người, ai nấy đều đầy khao khát cùng nhau. Còn thì điều tôi có được sau trận đấu, đó là kinh nghiệm rút ra được. Chúng tôi là một tập thể trẻ trung. Tiếp theo thì hẳn đang có nhiều yêu cầu và áp lực lên chúng tôi để đáp ứng theo. Cũng hợp lý thôi, khi chúng tôi đang làm rất tốt công việc của mình. Và đây là Arsenal mà, một trong những câu lạc bộ lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi sẽ cần thể hiện xứng đáng với nó. Giờ thì trở lại cho trận đấu thứ 7 thôi. Chúng tôi sẽ đá sân khách gặp Wolves. Đó sẽ là nơi chúng tôi có sự phản hồi mạnh mẽ trở lại. Chào Mikael, ông có chia sẻ gì sau trận thua này? Rõ thì rất buồn và thất vọng với kết quả sau cùng. Trận tứ kết đều có cách biệt rất nhỏ. Trong lượt đi, chúng tôi đã để thua hai bàn rất tệ. Nó đã ảnh hưởng đến cả hai lượt trận. Còn thì chúng tôi đã vẫn đầy sức sống để đến đây và tôi thực sự tự hào với các cầu thủ, với cách họ đã đối đầu, cách mà họ đã cố gắng thi đấu, tự hào về những điều họ cố gắng làm, đặc biệt là trong hiệp 1. Nó đã là một trận đấu mà chỉ cần một sai lầm, một sự tỏa sáng cá nhân hay một khoảnh khắc đặc biệt sẽ định đoạt kết quả và sự chênh lệch là rất nhỏ. Chúng tôi thì đã không phòng ngự vòng cấm tốt ở pha đó và sau cùng đã phải gắng làm tất cả mọi thứ, cố gắng hết sức nhưng đã không đủ để ghi được một bàn, có thêm cơ hội để vượt qua vòng đấu. Nói về chuyện thiếu sự tỏa sáng, nó có phải là chuyện cũng đã xảy ra trước Aston Villa ở hiệp 2? Phải dành lời khen cho các đối thủ thôi. Đã rất khó để xuyên phá hàng phòng ngự của họ, đặc biệt là khi họ đã chơi với một tâm thế như vậy, điều họ không thường làm trước đây. Nhưng chúng tôi cũng đã có những khoảnh khắc riêng của mình, đặc biệt trong hiệp 1. Còn trong hiệp 2, chúng tôi đã vất vả hơn chút để giữ được nhịp độ thi đấu. Sau đó với những sự thay đổi người, chúng tôi đã muốn chơi khác hơn.
Để nói thì đây là một trận đấu có rất ít cơ hội ngon ăn, một điều rất hiếm ở vòng đấu này của giải. Còn thì đây là lúc để sát cánh bên các cầu thủ của chúng tôi. Phải cảm thấy biết ơn khi có được hành trình này cùng nhau. Chỉ là không may, sau cùng hôm nay nó lại đầy đau đớn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ rút ra bài học cho mình. Mikael, hẳn đã có sự mệt mỏi từ các cầu thủ ở những phút cuối hiệp 2 phải không? Nhất là khi Bayern trông có phần mạnh mẽ hơn khi trận đấu kéo dài. Hẳn là họ đã có niềm tin mạnh mẽ hơn cho một trận cầu thế này. Tôi không nghĩ nó là vấn đề về niềm tin. Còn rõ thì với bàn thắng có được, họ đã có một vị thế khác trong trận. Họ đã thích ứng và đã có những sự thay đổi để phòng ngự sâu hơn. Nhưng tôi thì lại thấy cầu thủ của mình đã ý chí và đã cố gắng hết sức. Chỉ là nó đã không đủ. Đúng là vậy. Không có được khoảnh khắc ảo diệu cần có tại đấu trường này để có thể khoan phá, tạo nên được điều gì đó mà trận đấu yêu cầu để giúp mở ra cánh cửa đi tiếp. Chúng tôi đã không có điều đó. Nó là lý do tại sao bị loại. Mikael, để một trận cầu có tính chất thử thách như thế này đã đến quá sớm so với sự phát triển của đội, khi có lẽ cần nhiều năm nữa để học hỏi hơn việc thắng được nó. Chúng tôi đã không tham dự đấu trường này 7 năm trước. Chúng tôi chưa có vị thế lúc này 14 năm qua, có lý do cả. Và chúng tôi thì muốn làm tất cả, đã muốn tiến nhanh lên phía trước, thật nhanh trong một mùa giải. Và chúng tôi thì cũng đã có khả năng để lọt vào vòng bán kết, khi mà để nói, sự chênh lệch là rất nhỏ. Nhưng sự chênh lệch đó đôi lúc đến từ những điều khác hơn mà có lẽ chúng tôi chưa có. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm. Còn thì khi nhìn vào lịch sử, tất cả các câu lạc bộ đều có những giai đoạn khác nhau. Họ có khi cần 7, 8, thậm chí 10 năm để làm được như này. Còn thì nói như vậy không phải để khiến chúng tôi cảm thấy tốt hơn. Đó là điều chắc chắn. Alex, BBC. Mikael, như vậy là đã có hai kết quả tệ liên tiếp chỉ trong vòng ít ngày. Liệu ông sẽ làm sao để ngăn sự thất vọng này lại, ngăn nó tác động đến phần còn lại của mùa giải? Tôi ước là tôi sẽ có những từ ngữ thích hợp để dành cho những cầu thủ của mình để khiến họ cảm thấy tốt hơn. Nhưng tôi sẽ phải làm thôi. Chắc chắn thế. Tất cả các huấn luyện viên, tất cả các trợ lý cũng sẽ ở cạnh các cầu thủ. Tôi cảm thấy biết ơn khi là huấn luyện viên của họ và được làm việc với họ hàng ngày. Điều họ cần lúc này, đó là việc sát cánh bên họ, trao cho họ sự ủng hộ, trao tình yêu. Và tôi sẽ phải đưa tinh thần lên trở lại, bởi vì thứ bảy sẽ là một trận đấu rất lớn. Chúng tôi vẫn đang chiến đấu cho giải ngoại hạng và tôi sẽ thực sự muốn vô địch. Chúng tôi phải thể hiện ngay lúc này rằng mình có khả năng xoay chuyển mọi thứ. Mikael, như ông nói thì Bayern đã thi đấu với tinh thần thường có của họ. Ông có thể nói rõ hơn được không? Và liệu ông đã bất ngờ trước sự phòng ngự của Bayern? Không, bởi vì họ đã chơi rất giống như tại Emirates và chúng tôi cũng trông đợi điều đó. Chỉ là họ đã có niềm tin vào việc nó là cách tốt nhất để đánh bại chúng tôi. Phải khen ngợi họ và chúc mừng Bayern, chắc chắn vậy, với những gì đã làm được. Bởi vì họ đã thực hiện nó rất tốt khi có được sự chênh lệch nhỏ nhoi đó. Họ đã hay hơn chút so với chúng tôi và đó là lý do họ đi tiếp. Chào Mikael, như ông nói là có những khoảnh khắc sẽ định đoạt trận đấu. Rõ trận hôm nay đã như vậy, lịch sử cùng kinh nghiệm hẳn cũng là một phần tác nhân. Nhưng liệu còn chuyện gì khác hơn giúp tạo nên khoảnh khắc định đoạt không? Tại sao Bayern đã làm được mà Arsenal lại không hôm nay? Đã có 3 tình huống quan trọng ở lượt đi và nó đã không như ý chúng tôi. Đó là nguyên nhân lớn và chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, trước tiên là tôi, người đầu tiên. Bởi vì tôi có trách nhiệm lớn nhất với nó, tôi sẽ cố gắng hay hơn ở mùa giải tới. Mikael, Arsenal rõ đã có sự tiến bộ lớn mùa này, nó cũng mang lại sự kỳ vọng lớn. Sau hai thất bại liên tiếp, ông có cảm thấy đau đớn lắm không? Vâng, nó đau chứ. Nó sẽ không sớm hết đâu, chắc chắn là ngày đêm nay. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng vào ngày mai, chúng tôi sẽ lại hoàn toàn tập trung cho Winver thôi, và mọi người đều sẽ lên tinh thần lại. Những gì trước mắt để chúng tôi chiến đấu, nó thật đẹp đẽ. Như tôi nói, nó là lúc để sát cánh bên các cầu thủ. Chính là lúc này, chứ không phải khi thắng 10 trận liên tiếp và có một trận hòa. Đây chính là phần quà dành cho các cầu thủ, cần ở sau lưng họ và có những lời thực sự tử tế. Đây là lúc ở cạnh họ. Okay, everyone, thanks very much. Yeah, thank you.